vị này là quái vật. Những ký ức đã mơ chẳng níu kéo làm chi. Nếu về kỹ thuật biểu diễn, về múa thì con là nhất rồi, xuất sắc. Năm ngoái ở Got Talent đã có bạn Đức Vĩnh, thì năm nay Got Talent có cháu như là một hiện tượng, cũng như là một thần đồng hát sẩm. Quê ngụ tại Thanh Hà, 28 tuổi xuân, nôm na tên là La Gì, thì gửi tới ngàn nụ hôn. Và ngay bây giờ thì Diệp Lâm Anh xin phép được công bố nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao nhất ngày hôm nay. Cô bé hát sẩm Võ Hương Giang. Bây giờ thì phần việc khó khăn nhất đang thuộc về ba vị ban giám khảo. Bé Hà My. Tôi chọn đội CC Củ Chi. Chúc mừng Hà My, chú chọn con. Vâng, cảm ơn ban giám khảo như vậy. Xin được chúc mừng bé Hà My. Tối hôm nay thì Trà Đá cũng mang tới một tiết mục rất là hấp dẫn, hoành tráng, nhưng mà cũng nhẹ nhàng như uống một ly trà đá. Trong đêm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một tiết mục rất là vui nhộn. Các bạn hãy đón xem. Trong đêm nay bán kết này, con sẽ quyết tâm chinh phục khán giả bằng niềm đam mê bất bình của con. Tối đêm nay tại chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam, mọi người sẽ cùng chứng kiến sự trở lại của bộ đôi giải cứu thế giới. Trong đêm thi này, con sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tiết mục của mình. Con mong mọi người sẽ ủng hộ và bình chọn cho con ạ. Đêm nay, 218 quyết tâm tỏa sáng. Trong đêm bán kết 3 ngày hôm nay, chúng mình sẽ quyết tâm bùng cháy. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh và đây là đêm bán kết thứ 3. Quý vị và các bạn thân mến, Diệp Lâm Anh rất là vui khi cứ mỗi thứ 6 hàng tuần thì lại được gặp gỡ tất cả quý vị và các bạn. Và Diệp Lâm Anh tin chắc rằng tất cả các thí sinh của chúng tôi đang rất là hồi hộp để bước lên sân khấu để chinh phục tất cả quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo. Nhưng trước khi chúng ta gặp các thí sinh thì hãy chào đón ba vị ban giám khảo quen thuộc của chương trình. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Huy Tuấn, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Trấn Thành. Và Diệp Lâm Anh xin phép được trò chuyện với ba vị ban giám khảo một chút. Chị Việt Hương, tuần này trên sân khấu của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam sẽ xuất hiện tiết mục mà chị đặc biệt ưu ái dành nút vàng cho hai bạn, đó là bạn Kiến Văn và Quang Huy. Ở vòng loại sân khấu thì em nhớ là chị đã rất là xúc động khi chứng kiến hai bạn hát trên sân khấu. Không biết rằng bây giờ cảm xúc của chị đang như thế nào ạ? Dạ, ở cái vòng đó thì Việt Hương rất quý tình cảm giữa hai bạn. Tôi nghĩ người ta thiếu cái này thì ông trời sẽ cho lại cái khác. Thì khi bạn thiếu đôi mắt thì lại có một cái bạn mà tôi nghĩ là tính bạn cũng nói là tôi không thể nào thiếu bạn kia được. Hai bạn như là tay chân với nhau. Và tôi mong là cái nút vàng của mình thêm cho các bạn hai cái, đó là vừa áp lực cho các bạn làm tiết mục của mình hay hơn, và cũng làm luôn cả là giống như cái động thái làm cho các bạn biết là chúng tôi ở cạnh bạn. Bạn không nhìn thấy tôi nhưng mà bạn có thể cảm giác được chúng tôi sẽ ủng hộ bạn. Hy vọng là đêm nay bạn không làm cho tôi kiểu như là chờ đợi. Tôi rất là phấn khởi và tôi mới nghe anh Huy Tuấn cảnh cáo tôi rồi là Hương ơi, hôm nay có tiết mục nút vàng của em đó. Và hy vọng là anh Tuấn còn là cái người khó trong âm nhạc thì anh Tuấn cũng sẽ nắm tay tôi, đồng lòng với tôi trong tiết mục này. Và em cũng mong, rồi Lâm Anh cũng mong rằng là tiết mục của hai bạn hôm nay sẽ không làm chị Việt Hương cũng như là anh Trấn Thành, anh Huy Tuấn và tất cả các vị khán giả thất vọng. Anh Trấn Thành,
The Lâm Anh xin được hỏi anh một câu ạ. Chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì không chỉ là một chương trình để tìm kiếm tài năng, mà chương trình của chúng ta còn để khích lệ tất cả những cái bạn mà có tài năng, có tài lẻ, để các bạn có thể tự tin hơn, thể hiện bản thân mình. Thì không biết là nhận định của anh như thế nào? Thưa quý vị, Trấn Thành tham gia sau cái đêm live show. Alo. Sau cái đêm live show thứ hai thì Thành cảm thấy có một cái điều là Thành hơi tiếc cho một số những cái tài năng thật sự họ có khả năng để có thể đi xa và thậm chí họ làm được những điều phi thường, như là các anh Sharma làm yoga, hay là các anh chàng Lãng Tử đánh guitar, ảnh hát rất là tình cảm, phải nói là chạm vào trái tim của người xem. Thế nhưng là họ không được bình chọn. Và có những tiết mục Thành nghĩ rằng là không xứng đáng, không phải là không xứng đáng mà gọi là không có đủ cái tiêu chuẩn để có mặt trong cái top 3 mà quý vị lựa chọn mà lại được lựa chọn. Thì Thành xin được chia sẻ với quý vị một cái điều rất là chân thành như thế này thôi. Chúng ta hãy xem và đánh giá tài năng một cách khách quan nhất, để chúng ta hãy nhớ rằng đây là chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam, chứ không phải là Tìm Kiếm Tiềm Năng Việt Nam. Chúng ta không đang tìm kiếm, đây là không phải là một cuộc thi cho trẻ con, mà trẻ con lại được chúng ta yêu thương và dạy dỗ, chứ không phải là được chúng ta ưu ái để đặt cách cho vào vòng trong như thế. Thì Thành nghĩ rằng là sẽ rất là đáng tiếc cho những tài năng thật sự, và họ cần có một cái nơi để họ tỏa sáng, và đặc biệt là với một chương trình tầm cỡ như là Vietnam's Got Talent. Cảm ơn những ý kiến của anh Trấn Thành. Anh Huy Tuấn, công việc chính của anh Huy Tuấn thì là một nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc. Khi mà anh làm ban giám khảo của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì anh được chứng kiến là các bạn mang đến sân khấu của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam nào là hát, nhảy, múa, vẽ, rồi rất là nhiều loại hình nghệ thuật. Thì không biết rằng là các bạn có mang lại cho anh cảm hứng gì không ạ? Điều đó là chắc chắn rồi, bởi vì là không ở đâu, không một sân khấu nào mà tôi có thể ngồi cùng một lúc thưởng thức rất nhiều cái thể loại trình diễn khác nhau. Và thậm chí có những cái thể loại mà còn chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu và bản thân tôi cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Thành ra là tất cả những cái tiết mục đó nó thực sự rất là đặc biệt với những người ngồi ở ban giám khảo cùng với tôi ở đây, cũng như là toàn thể những cái quý vị khán giả hay theo dõi Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Cảm ơn những ý kiến của anh Huy Tuấn và cảm ơn những chia sẻ từ phía ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, Diệp Lâm Anh xin phép được công bố cách thức để quý vị và các bạn có thể bình chọn cho thí sinh hoặc nhóm thí sinh mà quý vị và các bạn yêu mến. Cách đầu tiên là một cách thức rất quen thuộc, chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động, soạn tin nhắn mã số thí sinh gửi về tổng đài 6370. Nhưng quý vị xin lưu ý là chúng ta chỉ có 10 phút kể từ khi tiết mục bắt đầu và mỗi số thuê bao chỉ có thể soạn tối đa là 3 tin nhắn. Cách thức thứ hai là truy cập vào google.com.vn kể từ khi chương trình bắt đầu và chúng ta sẽ điền từ khóa Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam hoặc Vietnam's Got Talent để có thể bình chọn bỏ phiếu cho nhóm thí sinh mà quý vị và các bạn yêu mến. Kết quả cuối cùng sẽ là tổng số lượng bình chọn qua tổng đài 6370 và Google. Ngay bây giờ, Diệp Lâm Anh xin được giới thiệu tiết mục đầu tiên sẽ mở màn cho đêm bán kết thứ 3 ngày hôm nay. Vì là tiết mục đầu tiên cho nên là Diệp Lâm Anh xin mời quý vị, các bạn cũng như là ban giám khảo sẽ khởi động một chút. Chúng ta sẽ cùng bẻ xương khớp với tiết mục đến từ bạn Thanh Hà và Thanh Huy. Mà ở vòng loại sân khấu, hai bạn đã mang đến tiết mục rất là đặc biệt, đó là tiết mục Giải Cứu Thế Giới. Ngày hôm nay các bạn ấy sẽ mang đến cho chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam tiết mục gì? Chúng ta sẽ được biết sau một vài hình ảnh. Xin chào, mình là Thành Huy, nghệ danh của mình là Michael Huy. Mình năm nay 24 tuổi và mình đến từ vùng đất La Ghi, Bình Thuận. Và đây là người bạn diễn của mình. Xin chào mọi người, mình là Thanh Hà, mình biệt danh là Harley. Hiện tại mình 20 tuổi và mình đến từ Hà Tĩnh. Chúng mình quen nhau được khoảng 2 năm và chung niềm đam mê và chung những cái sở thích hàng ngày, nên chúng mình đã quyết định lập chung nhóm và để tham gia cuộc thi này cũng như là thử thách một cuộc phiêu lưu. Sở thích của Huy là nhảy Michael Jackson. Ngoài ra thì Huy còn nhảy điệu, nhảy bẻ khớp. Và Hà cũng là một người chung đam mê và Hà cũng rất là giỏi trong cái thể loại nhảy này. Hai anh em cũng như là hai người tiên phong ở Việt Nam mình trong cái thể loại nhảy này. Nhiều người nghĩ về nhảy không phải là tài năng thì theo mình nghĩ thì nó chưa hẳn là đúng. Tại vì để tập được thể loại này, hai anh em đã mất rất là nhiều, từ mồ hôi đến cả máu và những sự đau đớn trong cơ thể. Thứ hai nữa là trong cái bài diễn của hai anh em đem tới không chỉ là những cái hình thể mà mọi người còn sẽ thấy cảm xúc và những cái câu chuyện mà hai anh em muốn truyền tải đến cho mọi người. Và Huy tin hai anh em có thể khẳng định được là nhảy là tài năng thật sự.
Cho Thanh Hà và Thanh Huy và cảm ơn sự hỗ trợ từ Vũ Đoàn Ô. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban giám khảo. Xin mời anh Huy Tuấn ạ. Trước hết là chúc mừng hai bạn. Tôi thực sự là khá là ấn tượng với cái phần trình diễn vừa rồi của hai bạn. Bởi vì hầu như là tôi rất là hay gặp các bạn thi ở vòng loại có những cái tiết mục rất là tốt, giống như các bạn mang hết cái khả năng của mình ra để diễn những tiết mục vòng loại, và thường thì vào bán kết là bắt đầu hụt hơi. Thì ở tiết mục của các bạn thì tôi không thấy điều đó, mà tôi thấy các bạn có một sự chuẩn bị khá là kỹ càng, kịch bản có lớp có lang, và cái phần trình diễn những cái biểu hiện tượng hình ảnh nó khá là ấn tượng, và nó chạm tới những cái suy nghĩ rất là sâu sắc của người xem.
Tuy nhiên thì nếu mà tôi được quyết định về mặt kịch bản thì tôi thực sự là tôi muốn có một cái kịch bản nó không nhất thiết là phải kết thúc bằng một cái sự tròn trịa như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái kịch bản mà nó có thể nó kết thúc nó không hẳn là tròn như cái tiết mục vừa rồi của bạn thì nó còn mang cái tính cảnh báo nhiều hơn với cái thông điệp của các bạn đưa ra. Tôi thì tôi nghĩ như vậy thì không biết là có nghĩa là không, có nghĩa là anh không thích kết thúc có hậu. Đúng rồi, tôi không thích. Anh nếu như mà kết thúc có hậu thì ai cũng có thể đoán trước ra được, đúng không? Ai cũng muốn bảo vệ cho đến cái cây cuối cùng. Đúng mà, thì mở cái cây cuối cùng ra mà nếu như là hồi nãy mở cây cuối cùng ra cô gái quá đẹp. Đúng rồi. Cho nên là cái cây đó biểu tượng một cái quá đẹp. Mở ra mà anh Huy Tuấn mà đúng luôn rồi. Nhưng mà cái đấy là đoán được trước rồi. Đoán gì? Nếu nãy mở ra mà anh là nó đúng luôn rồi. Tôi thích một cái gì đó nó mang tính cảnh báo nhiều hơn. Đó, và cái kết thúc có hậu thì tôi nghĩ rằng nó hơi bị tròn trịa. Không có hậu anh. Giống như hai người hai bên nè, đen thui nè, xấu quắc nè, có mình em trắng tươi đẹp đẽ đứng ở giữa để bảo vệ em chứ. Mở cái cây ra một cô gái đẹp tuyệt vời, thấy không? Bằng cái đầm trắng dễ thương đứng cầm cái trái đất như vậy người ta phải cứu chứ. Mở ra thấy Huy Tuấn hay Trấn Thành là tôi dẹp luôn, tôi đốn luôn rồi. Cực khổ nha, tập thấy quá hay, dàn dựng quá xúc tích. Mà kể như là cho mình thấy từ cái bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tại vì cái này á Hương coi nhiều rồi, mình sợ là mình sẽ bị nhàm chán. Nhưng mà các bạn làm rất là xúc tích và kể như là cái tính giải trí rất là cao. Coi mà có cái cơ tiếp, mở ra gái đẹp có quyền bảo vệ luôn. Chống đối em Tuấn. Đẹp có quyền, em đẹp có quyền. Quyền, em xấu quyền. Là cất luôn. Ở đây em có quyền mà. Hai vị giám khảo kia đã khen quá nhiều rồi, Thành thì có ý kiến ngược lại. Thành phải nói thật cái cảm xúc như thế này là tiết mục vừa rồi nó giống như một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng mà thay vì các bạn cho người ta ăn buffet theo từng đợt thì các bạn bưng ra hết một lần một. Nên cái thực khách sau khi ăn xong mặc dù món nào cũng ngon hết nhưng mà người ta bị bội thực. Vấn đề nằm ở chỗ là gì biết không? Các bạn tạo ra những cái điều cực kỳ khó khăn như bẻ xương, bẻ khớp nhưng các bạn không cho người ta có cái sự tập trung vào nó. Bởi vì thời lượng các bạn vừa làm cái này xong các bạn làm một cái khác liền. Mà làm một lúc cả hai con người, người ta chẳng biết phải nhìn người này hay nhìn người này. Các bạn hiểu Thành nói không? Mình phải làm cái gì đó cho nó tập trung. Thành nói ví dụ, với cái điều các bạn đang làm không phải ai cũng làm được. Thì các bạn phải có những cái đoạn lắng và khi các bạn tập trung để người ta coi cái tay các bạn bẻ nó khủng khiếp như thế nào. Cái đoạn nó nhạt lắng phải làm thật chậm để người ta thấy điều đó là một cái điều khó và không phải ai cũng làm được. Chứ các bạn làm quá trời động tác, nhiều khi người ta coi qua cái lướt qua người ta tưởng là mình nhảy hay là mình làm tay chân gì bình thường lắm. Nhưng thực sự ra là nó rất là khó. Vì vậy lần sau nếu các bạn có vào được vòng trong, Thành đề nghị là làm cái gì vậy phải tính toán. Khi các bạn phải đưa cái âm thanh của cái tiếng xương gãy vào mỗi lần các bạn làm tới đoạn nguy hiểm để người ta feel với các bạn cái điều đó. Người ta phải tập trung vào cái đoạn các bạn bẻ xương để người ta hiểu các bạn đang làm cái gì. Và chậm lại, chậm hết mức có thể. Và người nào đang làm động tác khó thì người kia đứng hỗ trợ, hoặc là cả hai biến thành một, hoặc là đứng hỗ trợ thôi, người kia đừng làm nữa. Tại vì người ta không biết, người ta phải xem ai hết. Các bạn hiểu không? Ta nói không? Phải huyệt quyền lại với nhau. Nhưng nhìn chung, đây là một tiết mục phải nói là rất khó tưởng tượng là các bạn còn trẻ mà làm được như vậy. Khổ công để tập luyện và đầu tư rất giải trí, gây kịch tính cho đến phút cuối cùng. Đối với tôi, đây là một tiết mục thành công. Nếu như có đoạn lắng nữa thì quá tuyệt vời. Xin cảm ơn ý kiến từ ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn muốn xem Thanh Hà và Thanh Huy ở những vòng trong nữa, thì hãy soạn tin 1 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập google.com.vn để có thể bình chọn cho hai bạn này nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục mà The Lomang, tất cả các vị ban giám khảo và quý vị khán giả đang rất mong đợi, đó là tiết mục nhận được nút vàng từ chị Việt Hương. Nhưng trước khi gặp gỡ hai bạn thí sinh rất là dễ thương Kiến Văn và Quang Huy này, chúng ta hãy cho họ một ít thời gian để chuẩn bị. Quý vị đừng vội chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với đêm bán kết thứ 3 của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam. Ở phần trước thì chúng ta đã được chứng kiến hai chàng trai Thanh Hà và Thanh Huy mang đến một màn khởi động vô cùng lôi cuốn. Và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ hai chàng trai Kiến Văn và Quang Huy. Hai bạn này đã nhận được nút vàng từ ban giám khảo Việt Hương. Nhưng trước khi gặp gỡ hai chàng trai này thì chúng ta hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kiến Văn, năm nay mình 19 tuổi. Mình là Quang Huy,
17 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mình quen Huy trong một buổi biểu diễn. Mình đã cảm thấy là chúng mình có rất là nhiều cái điểm khá là chung. Và từ đó chúng mình chơi với nhau và lập ban nhạc. Chúng mình có rất nhiều sở thích chung với nhau. Nhưng sở thích chung lớn nhất của chúng mình, thứ mà dẫn chúng mình đi được cùng với nhau, đó là tình yêu với âm nhạc. Âm nhạc rất có ý nghĩa với mình. Nó thật sự là một cái đầu tàu kéo cho mình ra ngoài khỏi cái sự vô dụng mà mình đã từng dằn vặt mình bấy lâu. Mình bị khiếm thị từ lúc bẩm sinh. Khi mà mình mở mắt ra, mình không thể nhìn thấy được mặt trời. Đó là một cái nỗi buồn mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được. Có một người cũng bị khiếm thị như mình đã dạy nhạc cho mình. Trong 3 năm đó thì mình cảm thấy mình chưa hề chán cây guitar một phút nào cả. Và âm nhạc sẽ mãi mãi là cái niềm động viên lớn nhất của mình. Mình với Huy như là một đôi đũa vậy. Nếu mà tách hai người ra hai nơi thì thật sự là một mình không thể nào mà tiếp tục con đường được. Nếu hai bọn mình mà đi cùng nhau thì mình nghĩ là chúng mình sẽ tiến xa được hơn nữa trong con đường âm nhạc sắp tới của bọn mình. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng. Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Và trái thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu ai. Đến với âm nhạc có cần tình yêu không? Khi em đã đến với âm nhạc rồi có cần đẹp trai không? Một khi em đã đến với âm nhạc rồi chỉ cần em đam mê thôi. Đến với âm nhạc có cần tình yêu không? Khi em đã đến với âm nhạc rồi có cần nhiều tiền không? Một khi em đã đến với âm nhạc rồi chỉ cần một điều duy nhất. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần tình yêu đâu, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần tình yêu đâu, chỉ cần em đam mê. Và chỉ cần em đam mê. Vâng, xin chào mọi người, chào vỗ tay cho bố Bi Hốc Sơ Kiến Văn được không ạ? Chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần tình yêu đâu, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần tình yêu đâu, chỉ cần em đam mê. Chỉ cần em đam mê. Cảm ơn
Kiến Văn, Quang Huy và phần hỗ trợ của bạn Minh Phượng. Các bạn có thể tiến gần lại với Dê Lâm Anh để lắng nghe những ý kiến từ ban giám khảo được không? Các bạn giúp Quang Huy gần lại với Dê Lâm Anh một chút. Hôm nay các bạn đã trình diễn hết sức máu lửa trên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn nữa. Rồi. Và Dê Lâm Anh chắc là muốn nghe ý kiến từ chị Việt Hương đầu tiên ạ. Hai bạn làm cho tôi rất là xúc động. Tôi rất là vui. Tôi biết là cái nút vàng của tôi làm cho các bạn áp lực. Nhưng mà tôi cũng lo lắm. Tôi không biết là các bạn vào đây. Việc thứ nhất là tôi giành cái nút vàng thì tôi sẽ làm cho... Nếu mà các bạn quay lại mà các bạn không hay á, là tôi cũng lo là không biết các bạn có tiếp tục được hay không. Nhưng mà Huy với lại Văn có biết không? Khi mà em hát á, chị em chả phải gia đình chị mà chị rung lên. Chị rung á, chị lo. Và khi mà em hát xong á, chị nghĩ là ngày mai chị sẽ thuộc cái câu của em. Không cần gì, chỉ cần em đam mê. Mà lúc đó em đam mê thiệt. Nhìn em, chị nghĩ là nếu mà không có hai chữ này trong cuộc sống, em chắc không có gì vui bằng. Đúng không em? Và em cháy, em sống. Ngày hôm nay em thi cho đã, em thi cho bằng hết cái lòng của em. Như là hai chữ em hát, đam mê. Và hai bạn, giống như là Huy cũng nói đó, là không có Văn không được. Tại vì Văn giống như là cái bàn tay. Hôm nay em lại thêm được cái phần là làm nhạc beatbox bằng cái miệng đó cho bạn Huy nữa. Và lúc mà Huy hát đến cái câu cuối, chị nghĩ là lúc đó nó lạc đi cả cái giọng của em luôn. Để mà cho nó đã đúng như chị vòng ngoài chị nói em, là hai đứa tụi em có cái chữ đam mê. Và hôm nay chị mong là sau đêm này, sáng mai ra ngoài đường chị sẽ nghe em không cần gì, chỉ cần em đam mê. Cảm ơn hai em, chị Hãm Diệp. Xin mời ý kiến của anh Huy Tuấn ạ. Thực sự thì lý do mà giám khảo Việt Hương dành cho hai em một cái nút vàng từ vòng ngoài, rõ ràng là chị Việt Hương rất là xúc động với cái câu chuyện của hai em, với cái nghị lực cũng như là chính cái đam mê của hai em đã gắn bó hai em tại đây. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta cũng phải thẳng thắn một chút về mặt chuyên môn, tại vì có rất là nhiều tiết mục thi ca hát ở trên Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Thì đối với tôi, tiết mục này thì nó dừng lại ở một cái tiết mục khá là gọi là gì nhỉ, nó vẫn còn mang cái dáng dấp của những cái sân khấu nghiệp dư. Những cái lời hát ở đây thì bạn đúng là có cái sự say sưa khi sáng tác, nhưng mà những cái lời hát của bạn thì thực sự là nó cũng mới chỉ dừng lại ở những cái câu khẩu hiệu hô hào là chính thôi, chứ nó không được dùng một cách tinh tế. Hơn nữa là cái phần trình diễn hát của cả hai bạn, gọi cả bạn nữ hát hỗ trợ đó, thì thực sự nó cũng không đủ. Đối với tôi nó không thuyết phục về mặt chuyên môn. Nhưng mà tôi cũng giống như chị Việt Hương, cũng rất muốn nhìn thấy hai em tiếp tục cháy với cái niềm đam mê của mình, đó chính là âm nhạc. Cảm ơn anh Huy Tuấn. Xin mời ý kiến từ anh Trấn Thành. Nói về mặt chuyên môn thì nếu chúng ta khắt khe thì dĩ nhiên nó sẽ không đạt yêu cầu. Còn nói về mặt cảm xúc thì trời ơi, anh thích hai em quá. Cái không khí mà các em mang lại nó rất là tươi vui. Và bản thân anh thấy cái bài này nó cũng là một cái bài mà giai điệu nó nghe rất là đáng yêu. Và nó làm cho người ta cảm thấy rất là muốn hát theo nó. Anh nói thật là như vậy. Chỉ cần em sửa là cái câu, cái điền khúc mà em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê thì nó có một câu hát hết nửa bài hơi uổng. Thí dụ mình cho nó thêm hai ba câu gì khác nó đỡ hơn. Em hiểu anh nói không? Chứ đừng có hát một câu mà mình hát hết nửa cái điệp khúc thì nó uổng quá. Anh muốn nghe thêm một số lời nữa. Nếu như các em khắc phục được cái điểm đó thì anh nghĩ là cái sáng tác vừa rồi của các em là một cái sáng tác đáng yêu. Anh cảm thấy anh thích hát theo. Và ngay cái đoạn đầu em nói là tôi hát, tôi có đâu cần đẹp trai đâu phải không em, thì nói những cái lời nó rất là thực tế và đi vào lòng người. Đối với anh thì anh thấy là tụi em rất là nghệ sĩ hả, anh thấy được cái điều đó. Và đặc biệt không hết là anh thích đôi giày của Quang Huy quá, đẹp quá. Cảm ơn anh Trấn Thành ạ. Không biết rằng Quang Huy, bạn có muốn nói gì với các vị ban giám khảo cũng như khán giả không? Dạ vâng. Trước tiên cho phép em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những lời nhận xét của ban giám khảo, những lời rất chân thành. Bài này thì thực sự không phải là do em sáng tác,
Đây là một ca khúc mà em rất là thích của ban nhạc Ngọt, một ban nhạc không chuyên. Vậy cho nên là những cái lời của bài hát này khi em quyết định mang lên đây á, thì quan trọng nhất là em muốn gửi đến gia đình, gửi đến bạn bè, gửi đến các ba vị giám khảo, tất cả quý vị khán giả. Đó là thực sự em chỉ biết nói rằng là em đam mê và em muốn gửi thông điệp đó đến tất cả mọi người. Em ơi, cảm ơn Quang Huy rất là nhiều. Và Diệp Lâm Anh cũng cảm ơn phần chia sẻ của ba vị ban giám khảo, đặc biệt là chị Việt Hương. Thì Diệp Lâm Anh thấy nãy giờ chị rất là cảm xúc, rất là xúc động khi mà chứng kiến hai bạn lại tiếp tục hát trên sân khấu và chinh phục quý vị khán giả nữa. Anh ơi, em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Và quý vị khán giả ơi, các bạn cũng không cần nhiều, chỉ cần 3 tin nhắn thôi. Hãy soạn 2 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập vào google.com.vn để bình chọn cho Kiến Văn và Quang Huy nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một phần biểu diễn cũng khá là hấp dẫn. Đó là một màn biểu diễn nói tiếng bụng đến từ bạn Hoàng Bảo. Xin quý vị cùng chờ đợi sau một vài hình ảnh. Hey, xin chào tất cả mọi người đến với chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Tôi là Jackson, tôi đến từ châu Phi và tôi có thêm một người đàn kế đền trời nữa. Vâng, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Hoàng Bảo và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang kinh doanh giày dép và cái giày dép đó là của ba mẹ mình để lại cho mình. Gia đình mình làm nghề giày dép này từ năm 1993 đến giờ và mình rất thích thú với cái nghề giày dép này. Hiện tại mình đã cưới vợ được 6 tháng và hiện tại cô ấy đang ở Washington. Vợ mình đi từ năm 2014 và chúng mình đã xa nhau khoảng cái độ một năm mấy rồi. Khi còn ở Việt Nam thì hai vợ chồng mình cũng coi rất là nhiều cái clip nói tiếng bụng này. Và khi cô ấy qua nước ngoài thì mình ở đây mình bắt đầu mình tập luyện cái bộ môn nói tiếng bụng này. Và mình thấy cái đó là có một cái niềm đam mê và mình muốn theo đuổi nó đến suốt cuộc đời. Khi mà mình tập luyện được rồi thì mình đi tìm những chỗ mà để mình xin diễn á, thì đa số người ta thường ta không biết tiếng bụng là cái gì nên người ta cứ nghĩ mình bị khùng và người ta mình giống kiểu mình chơi búp bê vậy á, nên người ta không có cho mình được diễn. Thì thông qua chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì mình muốn giới thiệu với mọi người là nói tiếng bụng là như thế nào. Và một lần nữa là mình muốn chứng tỏ cho vợ mình là mình có khả năng nói tiếng bụng và muốn làm cho vợ mình cảm thấy tự hào về bản thân mình. Vâng, giới thiệu với mọi người một người bạn đến từ đất nước châu Phi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hey, sao nhìn giống chị Việt Hương quá vậy? Có phải chị Việt Hương đó không? Sao chị Việt Hương gật đầu không vậy? Xin chào chị. Ủa, không có kích mì đâu cho chị Việt Hương hả? Thôi được rồi, nói anh Chính Thành đi. Hai anh Chính Thành. Ừ, chào. Anh Chính Thành có khỏe không vậy? Ừ, mới bệnh xong. Vậy hả, uống thuốc đi nha. Ừ. Cảm ơn anh. Thường nó xin uống thuốc là bị bệnh đó. Hay anh Chính Thành nói ít thôi, nói nhiều em không có trả lời được đâu. Xin chào anh Huy Tuấn. Anh Huy Tuấn có khỏe không? Anh khỏe. Vậy rồi, được rồi, cảm ơn anh. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Để chào tất cả mọi người thì không thể chào tất từng người ngọt nên mình sẽ chào theo kiểu châu Phi. Hello. Ủa sao lúc nào anh cũng chào theo kiểu Etro vậy? Đứng yên đi, tao tát này, cái gì sợ, đứng yên không? Nó chính là con ruồi đó. Tôi nuôi nó được khoảng được 2 tháng rồi. Tony, đứng yên đi. Thì chụp hình chung với chị Việt Hương, anh Chính Thành, anh Hy Tuấn. Ok. Con ruồi nó chứ nó sống ọ lắm. Ức hình lên thay đức để nó coi lại. Tiền đây thì tôi xin kể cái câu chuyện như thế này. Có con vợ của tôi. Vợ của tôi là một trong những hot girl rất đẹp gái, có khuôn mặt thì giống như nghệ sĩ tại Anh Đức, thân hình thì đi Đức. Rồi đó tôi nhìn tôi đến đi Đức luôn. Nói vậy thôi chứ tôi thích cô vợ của tôi lắm.
Tôi đưa đi tân trang nhan sắc và thời gian. Bác sĩ nói vô kèo. Xong rồi, thời gian sau bác sĩ trẻ về, xin nói đến năm 2020 ghét cái đầu luôn cho nó rẻ. Nói vậy thôi chứ vợ tôi thì rất là dễ thương. Đó, chỉ có đa cái khó khăn đó là khuôn mặt nè, thân hình là tính cách là xấu thôi, chứ nội tạng nó tốt lắm. Đó, mọi người cũng thấy rồi đó, con vợ của tôi vậy đó. Hết cho chết rồi, nó tới rồi. Này nhá, này sợ gì đấy đà đấy à. Đấy, con vợ tôi nó hiền như vậy đấy, mọi người có thấy không? Này, này lên sóng nhìn hình này nói chuyện như thế đấy à. Thôi được rồi, đi vô. Nếu mọi người thích cái tiếng Nhật của tôi, hãy sẵn tin nhắn đến 6327 số đà để ủng hộ. Chúng ta sẽ gặp được con vợ tôi ở hình tiếp theo. Tại địa tất cả mọi người. Xin được cảm ơn phần trình diễn từ bạn Hoàng Bảo. Bạn có thể lại gần với Dư Lâm Anh để lắng nghe những ý kiến từ ban giám khảo không ạ? Dư Lâm Anh xin mời anh Trấn Thành. Hết rồi hả? Lần sau này sẽ gặp lại nha. Trời ơi, tôi tưởng nãy bà vợ ra rồi phải có đứa con mà nó cãi lộn kịch tính gì chứ. Cái ông này ra xong nói hai câu hết rồi hả? Tại vì chưa có đẻ con. Trời ơi. Nói từ châu Phi coi dịch ra nè, nên là chưa có đẻ kịp. Tại sao đi sẽ đẻ con kịp luôn? Bạn ơi, bạn biết sao không? Cái khả năng của bạn cũng đặc biệt đấy, là tại vì nó phát ra từ cái bụng nha. Bạn không có nhấp miệng mà cái âm thanh nó ra. Thì tôi cũng thấy là rất là thú vị. Lần trước là tôi cho bạn vào vòng này, thì tôi hy vọng là vào vòng này bạn phải làm một cái gì đó nó khá hơn. Thì tôi nói như thế này thôi, đây là một khả năng đặc biệt, nhưng nó chỉ có thể được tiếp tục vào vòng trong với điều kiện là những câu chuyện bạn đưa ra phải cực kỳ funny, thú vị. Còn bạn đưa ra một câu chuyện hồi nãy thì nó hơi... nó hơi vậy đó. Nó hơi nhạt. Thành thử ra là nếu như bạn đầu tư vào câu chuyện bạn kể mà mọi người cười mà nó thú vị thì cái tài năng này mới được ứng dụng tốt, bạn hiểu không? Bạn đang có tiền mà bạn không biết cách đầu tư. Đại khái là vậy. Nói thiệt là em thì em đổi kịch bản này đến 14 lần rồi. Rồi. Chứ không phải là trong vòng cứ hai bữa nay thì em thức là khoảng có độ có 2 tiếng đồng hồ à, tại vì em bị chết rất là nặng. Tại vì sự ra thì khi nói tiếng bụng nó có nhiều cái rất là khó. Tại vì khi mình viết một cái bài văn á thì mới giống kiểu mình tung hứng á, mình tung cái nào được, nhưng mà tiếng bụng nó có những từ mà không nói được. Thì trên khấu mình sẽ nói là những giống như kiểu những âm bờ, âm mờ, âm vờ, âm tờ, âm bê, là những âm mình phát âm mình sẽ bị khẩu hình miệng mình sẽ nhấp nháy. Nên là khi mình viết văn á, mình viết rất là khó mà mình tung hứng cũng rất khó luôn. Đó. Thì em chỉ nói thôi là mấy bữa nay em bị chết nên là cái kịch bản của em nó hơi ngắn, em nói thiệt là như vậy. Em xin lỗi tất cả mọi người. Không sao. Chết rồi. Xin mời chị Việt Hương ạ. Tôi nghĩ là giống như Trấn Thành nói, bạn có một cái tài rất là đặc biệt, đó là nói bằng cái bụng ha, hơi bụng. Khi mà tôi coi tôi thích lắm. Nhưng mà thường kịch nói thì chúng ta phải cần có sự tương tác giữa hai người ha. Mà tại bạn thì tự một mình bạn làm, cho nên bạn có khả năng của bạn để dàn dựng một cái kịch bản, giống như bạn nói là nó có những cái từ mình không có phát lên được, cho nên sẽ rất là đem lại cho người ta một cái cảm giác mà hết rồi chúng tôi cũng còn ngơ ngác ra đó đó. Bạn hiểu không? Có nghĩa là tôi không biết cái câu chuyện của bạn lên đây để làm cái gì. Bạn chỉ cho tôi biết được là bạn nói được bằng hơi bụng. Và chúng tôi đang tìm kiếm tài năng, cho nên chúng tôi muốn đây là một tiết mục hoàn chỉnh ha. Còn chợt nó kiểu như là nó có giá trị. Nói bằng chết rồi, hết rồi. Em mà chết ra là thế là thi như vậy là, chết luôn. Tôi nghĩ là đi Đức. Mình ở trên sân khấu tìm kiếm tài năng thì mình không có nên đổ lỗi cho bất cứ gì. Bởi vì đấy là thế mạnh của bạn. Bạn phải tìm cách nào đó để cho người ta thấy hay, thấy thú vị. Còn bạn không tìm được thì đó chính là cái sự thất bại của bạn. Và tôi nghĩ rằng hôm nay đây là một tiết mục rất nhạt đấy, chứ không phải hơi nhạt đâu. Chết rồi. Cảm ơn những ý kiến từ ban giám khảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như muốn ủng hộ cho bạn Hoàng Bảo thì hãy soạn tin 3 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập vào google.com.vn để bình chọn cho Hoàng Bảo nhé. Tiếp ngay sau đây, Dư Lâm Anh xin được giới thiệu tiết mục vô cùng hấp dẫn từ một cậu bé mới có 10 tuổi thôi mà trong vòng loại sân khấu thì đã khiến cho tất cả các vị ban giám khảo vô cùng hào hứng. Xin được mời sự xuất hiện của bé Ngọc Đức. Xin chào
chào, tôi tên là Nguyễn Ngọc Đức, năm nay con 11 tuổi, đang học trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng ở quận 3. Về tính cách của con thì vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Con bắt đầu học nhảy từ lúc con 8 tuổi. Con nhảy được những thể loại như là popping và hip hop. Mỗi lần mà con nhảy thì con cảm giác như là trong thế giới của mình và nó rất là phê. Con tập nhảy nguyên cả tuần luôn, ở đâu con cũng nhảy, nhưng mà kết quả học tập của con rất là tốt. Con đã được 4 năm học sinh giỏi và năm nay con sẽ cố gắng làm một học sinh giỏi để không phụ lòng ba mẹ. Nói về những cái từ mà viết trong nhóm Market thì con thấy là con cố gắng rất nhiều, đổ bao nhiêu là nước mắt để con được ngày hôm nay. Tiết mục dựa theo bán kết của con này nó sẽ là một tiết mục sôi động nè, có tính giải trí, feeling nhiều. Ngoài việc con muốn khán giả bình chọn cho mình thì con muốn chinh phục Nam Bảo Trấn Thành và Huy Tuấn, vì thấy em đã rất là khó tính nhưng mà con muốn chinh phục. Mới có 10 tuổi thôi mà có kỹ thuật nhảy popping cực kỳ điêu luyện như người lớn. Làm ban giám khảo Trấn Thành hết cả hồn. Anh Trấn Thành ơi, xin mời ý kiến của anh ạ. Nói chung là con muốn chinh phục, con đâu còn phải bắn chú gì. Con cũng mánh lới quá, cũng để hai cái nòng ngay hai bên này bắn cái phèm hết hồn. Cũng rớt cái tim ra ngoài. Con trai ạ. Nói chung là ngày hôm nay như thế này. Chú thích. Thật ra kỹ thuật của con thì không phải là khủng khiếp lắm đâu ha, cũng chỉ đủ xài thôi. Nhưng cái con có được mà hiện nay ít ai có, đó là gì biết không? Đó là thái độ hip hop. Đó là cái sự trình diễn, cái gương mặt, cái cách con tạo cảm xúc cho người ta xem, cái cách con nghe góp ý mà cái đầu con đung đưa như cái con để nó xe hơi vậy nè. Đó, ừ. OK, hả? Và thật sự ra mà với một cậu bé mà cái độ tuổi như vậy mà con có được cái thần thái đó, nó không phải đơn giản, ha? Nó xuất phát từ một cái người mà có cái tố chất của một cái con người là gây sự chú ý, truyền cảm hứng, muốn người ta tập trung vào mình. Đó là cái điều khó, và đó là cái những cái yếu tố mà chỉ có nghệ sĩ mới có được.
Chúa Thành thấy con có được cái điều đó. Nếu thời gian, theo thời gian, con sẽ có thể trở thành một dancer rất là nổi tiếng. Chúa Thành nghĩ vậy bởi vì con đẹp trai, con có phong cách. Ha. Cảm ơn anh Trấn Thành. Em thấy anh Huy Tuấn cứ suy nghĩ và cứ gật đầu suốt, không biết là anh có điều gì tâm đắc như thế ạ? Chú cũng rất đồng ý với chú Trấn Thành bởi vì là có rất là nhiều vũ công. Và những người vũ công điêu luyện ấy thì kỹ thuật của họ rất là thượng thẳng, gọi là điêu luyện một cách gọi là nuột nà trên sân khấu những cái động tác rất khó. Cháu thì chưa đạt được đến mức độ khó đến như vậy, nhưng mà cái tinh thần của cháu thì không phải là vũ công nào cũng có. Chú nghĩ là cháu có cái tố chất là trở thành một cái người trình diễn ấy, cháu biết không? Và nếu chú nghĩ rằng là sau đây chỉ một vài năm thôi, chú chắc chắn là cháu sẽ thu được rất là nhiều thành công với cái niềm đam mê của cháu trong cái gọi là cái nhảy popping, đúng không? Chỉ tiếc rằng hôm nay chú nghĩ rằng nếu mà cái áo của cháu ấy nó mềm mại hơn một chút thì có thể rất là nhiều cái ngôn ngữ hình thể của cháu nó được thể hiện hiệu quả hơn. Cảm ơn anh Huy Tuấn, và giờ đây muốn lắng nghe ý kiến của chị Việt Hương ạ. Hồi nãy con muốn chinh phục hai người, đó là hai người khó nhất, đó là anh Thành với lại chú Tuấn, đúng không ạ? Con chinh phục được hai chú, nhưng mà con chưa chinh phục được cô. Nếu như nói là tất cả những gì khen thì đã khen hết rồi ha, con có tố chất, con có mặt mũi, con có cái tai nghe nhạc, con có cái sống ở trong cái âm nhạc, con có đầy đủ. Nhưng để đủ là một cái tài năng bực sáng một tiết mục phải xí xòa thì cô cần thêm thời gian và cần thêm kỹ thuật nữa. Tại vì cũng có rất nhiều bạn nhảy giống như con, họ thiếu cái khác. Thì bây giờ bù lại ha, con lại có cái gương mặt, con lại có cái bíp nhạc, nhưng mà cô muốn thêm kỹ thuật nữa thì nó mới đã ha con. Cảm ơn con. Thấy chưa? Xin cảm ơn chị Việt Hương. Nói chung là hồi nãy nói chung là nói chinh phục chú Thành, chú Tuấn, chi bỏ cô Hương giờ cũng giận rồi. Thấy không? Lần sau mình phải rút kinh nghiệm mà mặc cái áo như vậy, thấy không? Chứ giờ phải ghi chữ đờ mới là đậu, còn chữ giờ là dẹp, là cất. Vậy bà con ơi, với lại con tên Đức mà, tại sao Đức mà không để cái chữ đờ cho Đức đờ mà là chữ đậu, giờ giờ là dẹp à. Sai. Đúng không, mình tên Đức mà ha, may thêm cái miếng vô đây nữa ha, cho đúng cái tên của mình luôn, đúng không con? Dạ. Cảm ơn những ý kiến từ ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, hãy đừng ngần ngại cầm chiếc điện thoại của mình lên, soạn tin nhắn 4 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập vào google.com.vn để bình chọn cho Ngọc Đức nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ còn 3 tiết mục nữa. Quý vị đừng vội chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với đêm bán kết thứ 3 của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam cho buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ được gặp một nhóm hài có một cái tên rất là dễ thương. Xin mời nhóm Trà Đá. Nhóm Trà Đá xin chào tất cả mọi người. Nhóm mình hiện tại là đã thành lập được 1.5 năm rồi. Và cái tên Trà Đá thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng mình muốn mang tới những cái tiết mục giải trí nhẹ nhàng, hí hõm giống như là... Hí hõm giống như hóm hỉnh đó. Hóm hỉnh đó. Hóm hỉnh, nó dễ chịu như một ly trà đá vậy đó. Cậu nghĩ sao mà cậu quen con gái tôi? Cậu tưởng cậu là ai? Quy Tuấn hả? Thì Trà Đá tái ngộ lần này thì cũng vẫn giữ bản sắc cũ là hài, nhẹ nhàng, có hát. Tuy nhiên thì qua cái tiết mục của tụi mình thì muốn gửi đến cái thông điệp cho mọi người là bớt sống ảo lại một chút xíu. Hài mà sâu căng quá vậy. Nói chung là nhóm hy vọng là tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ và bình chọn với nhóm mình. Số đo 3 dòng chuẩn nhấn dịch Bắc Bộ. Mặt đẹp lạ, tóc thề không bao giờ cắt. Tìm xoáy ca, đeo kính cận. Trời ơi, nó chính xác như vậy. Không cần dầu miễn là trai thẳng. Nghe hấp dẫn quá vậy ta. Mới đọc ít hàng đôi điều về em. Anh nghe lòng lần lần, liền vội viết thư để làm quen. Chắc em rất đẹp với tên thật là Cụ Tè. Thêm lứa tuổi học sinh mà lòng anh đã luôn mong chờ.
hồi âm. Em có thật lòng không để anh mãi đêm đợi ngày mong? Chắc đã có người bước vào lòng em. Anh chỉ là học sinh thì tiền đâu để em tiêu xài. Nè, cái gì đây? Trả đây. Trả. Tìm bạn bốn phương ha. Nam 24 tuổi, không bia rượu, không lên mạng chat chít, không chơi game online, sẽ duy trì đến hết cuộc đời, ai hợp xin thư về. Mấy người này chắc tù chung thân mới có quá à. Trả đây, ghẹo hoài à. Nè, có gì chưa? Gì bậy bạ không à? Bà mới bậy á nha bà. Ý tôi hỏi là hai người đã gặp nhau chưa? Chưa, nhưng mà hẹn hò rồi, có hẹn rồi. Chừng nào vậy? Chừng nào? Anh hẹn em cuối tuần, mời em ăn bún mắm. Biết anh thích màu hương, em đã bồi hồi chọn màu mắt xanh. Liên quan ghê. Chiều thứ bảy đường đông, ai bảo em làm lố rồi chẹp đôi gót hài nằm nghiêng sóng xoài, chẳng ai gặp ai. Sáng chủ nhật trời mưa nhưng trong lòng thấy đói nên rủ em đi ăn, nhưng thứ hai anh nghèo, sang thứ ba anh bèo, rồi thứ tư anh tèo. Qua thứ năm bực mình, giận anh ê nổi máu. Quyết, em quyết giận lòng, không nói nửa lời dù là kết anh. Tôi chưa thấy con nào mà nó kiên nhẫn như bà. Ta cho leo cây cá tuần rồi mà đợi hoài. Thôi về đi bà. Tôi đi về thiệt rồi nha. Về lẹ. Đi về. Đi tới lên đây tôi chờ. Người ta hẹn trễ 2 tiếng đồng hồ mà tôi đâu có ngu gì tôi nói. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Dạ gì ạ? À dạ em xin lỗi chị ơi. Dạ. Trời ơi, đeo kính cận. Dạ em đeo kính cận. Áo có cột dây. Dạ. Xoay ca. Là con cho em phải không? Em là ai? Em cô gái có mái tóc thiệt không bao giờ cắt nè anh. Em ơi, trong thư em nói em có 18 tuổi hà, sao ngoài em như má thiên hạ vậy em? Ủa anh, như má thiên hạ mà cái tướng em vậy anh chưa vừa lòng ha? Em ơi, cái dáng em nó không có phù hợp với cái bản mặt của em hiểu không? Còn anh sao? Anh sao? Ở trong thư anh nói anh cao 1m85, ở ngoài khỏi nhóm có 1m58 hả trời? Ừ thì anh cũng như em vậy thôi. Bởi vậy người ta nói mà, đời không như là mơ. Đêm, đêm qua em nằm mơ, mơ thấy anh vừa quên từng ngày. Anh đi anh phụ em, đang giúp cuộc đời đầy ngang trái. Cho đến muôn ngày sau, anh biết tin vào đâu, khi trái tim bàn hoàng từ mối duyên đầu. Xin cảm ơn sự hỗ trợ từ ban nhạc Long Black và vũ đoàn Ô. Xin mời các bạn lại gần với Dương Lâm Anh một chút ạ. Đỡ bạn ấy dậy không? Bạn ấy trẹo gót giày rồi. Xin mời các bạn lại gần đây ạ. Cái cô cao nhất á. Ừ. Ai mà sao giấu cái dĩa bay bà thả bà về hành tinh bà đi chứ.
Trời ơi. Lúc mà em xuống dưới đây mà em nói giết chết mộng mơ là anh Tuấn chết đứng luôn. Mà anh Tuấn anh mê từ cái dòng lội rồi. Trời thấy mấy ơi, lần rồi định lao. Đợi mãi cái giây phút này. Khủng khiếp thiệt. Để gặp lại người trong mơ. Nhưng mà đời không như là mơ đó. Mà công nhận em có một cái nhan sắc mà phải nói là trời ơi, nó chống buồn ngủ, em hiểu không? Nhìn em là tỉnh liền vậy đó. Tao nói tối mà đừng có để kế ai hết hồn, xỉu liền. Dễ thương quá à. Nhưng mà thế này nè tụi em ơi. Hai nhẹ nhàng là đáng yêu ha. Bữa nay làm cũng đáng yêu nè, làm nhạc nhẽo là cũng dễ thương nghe. Anh cảm thấy anh dễ chịu. Nhưng mà phải vui hơn nữa. Khi mà đã vào vòng này mà vậy là chưa có đủ được, không có đạt yêu cầu. Nó giống như là câu chuyện kể như hoạt cảnh thôi, chứ nó đâu phải là kịch đâu. Kịch thì nó phải có nội dung, nó phải có cao trào này nọ chứ. Chỉ có cái cây cao đó, cái bà đó mà cao như cây sào thì có, còn cao trào thì không có. Với lại các bạn hơi liều lĩnh một chút, bởi vì là các bạn hoàn toàn là những người không có giọng hát, nhưng mà lại chọn cái gọi là nhạc kịch để diễn hài. Mà hầu hết là những cái bài hát mà các bạn hát thì tôi nghe không rõ là các bạn hát gì. Thành ra là cái cốt truyện của các bạn cũng thiếu đi thuyết phục. Bởi vì tất cả những cái sự lựa chọn bài hát của các bạn hoàn toàn là không phù hợp với cái giọng và quãng giọng của các bạn nữa. Thành ra là rất là khó để có thể thuyết phục khán giả cho một cái câu chuyện nó mạch lạc. Với lại cái này không phải là nhạc kịch các bạn. Cái này là các bạn đang diễn kịch để minh họa ha? Hát để minh họa. Diễn kịch giống như dạng giống như là karaoke á. Có nghĩa bạn mới đi hát thì bạn mới đi minh họa, chứ không phải là nhạc kịch. Vì cái nhất thì cái hai là cái bạn Ngọc Hội ở giữa, bạn hát rất là hay. Mà hôm nay tôi nghĩ chắc là tại vì bạn rung quá cho nên bạn hát nó không có mạch lạc. Còn hai cái bạn kia được trời phú cho một bạn thì rất là có duyên. Là bạn xấu kỳ lạ lắm. Bạn vô trường học chắc người ta tan trường, người ta nghỉ hoài luôn á. Thiệt khủng khiếp lắm bạn, là giống như là muốn hết giờ học thả bạn ra là trường tan vắng que liền, hiểu không? Nhưng nó lại không thích hợp trong cái cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam. Nếu mà cái tiết mục này mà nó nằm ở một cái cuộc thi nào đó về hài thì tôi cho các bạn vào ngay, tại vì các bạn có cái đầu óc á để làm ra cho nó vui, nó hài hước và người ta cảm thấy thích thú với tiết mục. Nhưng đây nó không phải là cái tài năng đặc biệt ha. Tôi nghĩ là các bạn không hợp trong cái cuộc thi này, hợp cho cái cuộc thi khác. Cảm ơn ba bạn đã làm cho chúng tôi rất là vui, đặc biệt là anh Huy Tuấn. Anh cứ mơ tới cái cô mà cao nhất nhóm đó. À, mơ rồi giết chết mộng mơ là tối đêm nay anh về anh sẽ mơ em nha. Cảm ơn các em đã đem một tiết mục giải trí cho chúng tôi. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn ý kiến từ ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, hãy ủng hộ cho nhóm Trà Đá bằng cách soạn tin 5 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập ngay vào google.com.vn để có thể bình chọn cho họ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục của một cô gái rất là dễ thương đến từ Hà Tĩnh. Cô gái vót trông Quỳnh Anh mà ở vòng loại sân khấu em ấy đã hóa thân vào một cô gái Tây Nguyên. Và đêm ngày hôm nay Quỳnh Anh sẽ hóa thân vào một cô gái Huế rất là nhẹ nhàng và dịu dàng. Chắc chắn Quỳnh Anh sẽ mang lại sự bất ngờ cho quý vị giám khảo cũng như là khán giả. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài chia sẻ của Quỳnh Anh ngay sau đây. Con xin chào tất cả quý vị khán giả. Con là Hoa Kim Quỳnh Anh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hà Tĩnh. Con là một cô bé khá là nghịch ngợm. Con thích ăn, con thích ngủ nướng, con thích hát. Và người con thân thương đó là mẹ con. Tôi cũng hỏi là con ước mơ sau này con làm gì thì cháu cũng nói là con chỉ ước mơ sau này con sẽ trở thành một ca sĩ, hát về dòng nhạc quê hương, dòng nhạc trữ tình. Thì tôi là một người mẹ xác định là mình cũng phải hy sinh để mà chuyển vào trong Sài Gòn sinh sống và để cho cháu theo đuổi cái niềm đam mê của cháu. Con là một người rất là yêu thích sân khấu. Con luôn muốn được đứng trên sân khấu để có thể thể hiện những bài hát rất là hay, truyền cảm được cái tình cảm từ bài hát vào trong lòng người. Để đến khi nhắc đến Quỳnh Anh thì vẫn có một số người sẽ nhớ lại những cái lời hát mà con đã hát. Và họ sẽ luôn ghi nhớ những cái lời hát đấy vào trong tim. Để cho con có thể đạt được niềm đam mê của mình,
mẹ và gia đình đã phải hy sinh rất nhiều. Con hứa trong cuộc thi này, con sẽ đạt được một kết quả tốt để không phụ lòng ba mẹ. Và tiếng hát của mẹ sẽ mãi là nguồn động lực to lớn để con có thể làm tốt hơn trong cuộc thi này và cho tương lai mà con đã chọn. Nước non ngàn dặm trong tiếng mẹ ru hơi, con tung cánh muôn nơi vẫn nhớ về muôn nơi cô. Quỳnh Anh đã lại gần với cô nhé, để nghe ý kiến của ban giám khảo. Chắc là Diệp Lâm Anh sẽ hỏi anh Trấn Thành đầu tiên, bởi vì anh Trấn Thành gần như là anh đứng từ đầu đến cuối trong tiết mục của Quỳnh Anh. Không biết cảm xúc của anh như thế nào ạ? Tan chảy.
chú tan chảy luôn. Chú nghe cái bài này bao nhiêu người hát rồi, mà chú nói thật cái bài này là cái bài mà đã quá trời lâu rồi. Đôi khi á, mà chú nghe tới những cái bài mà nó chậm như vậy, chú nói thật là chú sợ nghe lắm. Tại vì nó quá chậm, nó làm cho mình buồn lắm. Nhưng mà con hát chú chưa bao giờ thấy nó chậm. Chú thấy, ôi sao nó hay thế, mà tại sao nó lại ngắn thế? Tại vì hát quá hay, sao nó ngắn, nó hết nhanh vậy? Con có biết là hồi nãy con ngồi đó, con đàn tranh, cái tiếng đàn con nó cũng điêu luyện. Khi con cất lên con hò, cái tiếng hò con cũng thanh thoát, thần thái con hát nó cũng đỉnh đạt. Và cái âm thanh con vang ra, nó là loại âm thanh được nâng niu, loại âm thanh được trao chuốt, được mài dũa một cách tinh tế. Chú nói thật là hồi nãy khi con trình diễn, chú thấy đây không phải là một đứa trẻ đơn giản nữa. Con hát như một nghệ sĩ đã thành danh, và hồi nãy con như thiên thần trong mắt chú. Xin mời ý kiến từ chị Việt Hương ạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 12 tuổi ạ. Không, con phải 12 tuổi. Con bao nhiêu tuổi? Con 12 tuổi. Không, con là phải 32 tuổi. Cô có giấy nè, cô biết con bao nhiêu tuổi chứ. Nhưng mà cô với chú Huy Tuấn, hai người nhắm mắt lại và nghe như một cái người mà họ chững chạc, câu cú, câu văn họ phải ra rất là tròn trịa, hát nó già dặn vậy đó con. Mà quan trọng là cái lứa tuổi con, lứa 12, 13 tuổi á, thì cái tuổi bắt đầu nó bước từ một cái tuổi trẻ nhỏ để lên một cái gọi là tuổi thiếu niên. Nghe thiếu niên thì cái quãng cao á, sẽ rất là khó chịu cho người khác nghe, bị rất là cao. Mà các bạn hay dựa vào cái đó để hát những cái nốt cao để lấy điểm. Nhưng mà con là hoàn toàn, con lên nhẹ nhàng như cung đàn ấy. Con lên mà già dặn, mà chắc chữ, đúng cột, đi xuống trở lên. Cái chuyện con bình thường lên xuống như bấm thang máy vậy đó. Ừ, nó hay như vậy mà nó già như vậy. Nhìn nó sang, mà nhìn nó như mẹ thiên hạ, đây mới là mẹ nè. Ngồi chững chạc, rồi đờn, rồi hát. Thiệt, có đứa con vậy chắc tôi bưng đi tắm hoài quá. Bị cưng á, sợ nó mòn tóc. Trời rồi. Đất ơi. Cảm ơn ý kiến từ chị Việt Hương. Còn anh Huy Tuấn thì sao ạ? Tôi chắc cũng không có gì khác nhiều ấy, hai vị giám khảo ở đây đâu. Bởi vì là cháu Quỳnh Anh thực sự là khá là đặc biệt, bởi vì cái tuổi của cả cháu là 13, 12 tuổi là cái tuổi bắt đầu trưởng thành và thường thường hay bị vỡ giọng. Và hát thì một là sẽ rất là khó để lên cao, hai là cũng sẽ ra một cái âm thanh mà nó trẻ con, mà nó không thực sự trưởng thành. Thì cái âm sắc của Quỳnh Anh thực sự là đặc biệt, nghe rất là trưởng thành, nhắm mắt vào là nghĩ là người lớn hát. Và cái đó là chú đánh giá khá là cao. Cảm ơn ý kiến từ ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như bé Quỳnh Anh đã chinh phục được quý vị và các bạn thì hãy nhanh tay soạn 6 gửi về tổng đài 6370 hoặc truy cập vào google.com.vn để bình chọn cho bé Quỳnh Anh nhé. Chúng ta chỉ còn một tiết mục cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay nữa thôi. Và tiết mục cuối cùng này thuộc về nhóm nhảy 218. Và giờ phút này thì các bạn ấy đang rất là nôn nóng để bước lên sân khấu. Xin mời sự xuất hiện của nhóm 218. Xin chào khán giả, nhóm mình là nhóm 218. Nhóm mình tất cả mọi thành viên đều đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm mình có nhiều người nhảy nhiều thể loại khác nhau như là hip hop, Seaworld, B-boy, walking và popping. Nhưng mà niềm đam mê chính của nhóm mình đó là nhảy với đèn LED. Quá trình để tạo ra một bài nhảy thì trước tiên là nhóm mình kiếm nhạc, sau đó nhóm mình tập. Tập xong thì nhóm mình sẽ thiết kế đèn. Khi làm đèn thì nhóm mình mua những con chip điện tử, dây điện, băng keo. Và để cho nó phát sáng thì nhóm mình sẽ dùng máy tính để lập trình. Điều tâm đắc của nhóm mình khi mà hoạt động trong bộ môn này đó là khi trình diễn, khi mà đèn LED sáng lên, khán giả bắt đầu reo hò, mọi người hòa theo chúng mình từng ánh sáng, từng nhịp điệu. Thì tinh thần nhóm mình như là phấn chấn hơn, sức lực trong cơ thể cũng như là năng lượng nó dồn hết vào một bài nhảy cho đến khi nào mà kết thúc thì thôi. Nhóm mình yêu thích bộ môn nhảy này và rất là thích đứng trên sân khấu để trình diễn nó mỗi ngày, cũng như là suốt cuộc đời mình. Qua câu chuyện của nhóm mình, hy vọng sẽ truyền được thông điệp cho những nhóm nhảy khác
biết được bộ môn đèn led này nhiều hơn và cùng nhau phát triển bộ môn này. Bóng tối thì có lẽ là các bạn không để ý đâu, nhưng mà anh Trấn Thành anh đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần để vỗ tay cổ vũ cho các bạn. Một màn trình diễn thực sự rất tuyệt vời ạ. Xin mời ý kiến từ anh Trấn Thành đầu tiên ạ. Đây mới là Vietnam's Got Talent. Yes. Đây mới là tài năng. Các bạn rất đồng đều. Các bạn tạo ra ánh sáng một cách cực kỳ thông minh, có câu chuyện. Các bạn đưa vào câu chuyện của Star Wars, chiến tranh những vì sao, đúng không? Hả? Tuổi thơ các bạn phải gắn liền với điện ảnh, các bạn phải mê nó như thế nào, các bạn mới nghĩ ra cái câu chuyện như vậy. Và quan trọng hết là gì? Là các bạn làm nó nhuần nhuyễn đến mức độ người ta không phát hiện ra các bạn đã làm điều đó như thế nào. Và người ta phải luôn luôn đặt câu hỏi là họ đã làm điều đó như thế nào? Các bạn thông minh tới mức độ là các bạn biến hóa khôn lường, người ta không đoán được trước các bạn làm cái gì. Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, và quan trọng là các bạn tận dụng được cả khoảng không của sân khấu Vietnam's Got Talent này. Cái điều đó là cái điều không phải ai cũng làm được. Cái người biên đạo phải cực kỳ thông minh và có cái khả năng sân khấu tốt. Quan trọng là các bạn làm điều đó một cách không tì vết, có nghĩa là không phát hiện ra lỗi. Và tôi không rời mắt khỏi tiết mục này dù chỉ một giây. Tôi muốn được xem các bạn cho đến vòng cuối cùng. Cảm ơn anh Trấn Thành và xin mời ý kiến từ anh Huy Tuấn ạ. Tôi nghĩ là chỉ có sự điên rồ mới không dành cho các bạn những cái vé hoặc là những cái sự bình chọn, bầu chọn qua tin nhắn để các bạn vào chung kết thôi. Tôi nghĩ là như vậy, nhắn rất là ngắn gọn. Vâng vâng.
anh Thành yên tâm, chắc là các bạn sẽ được nhiều bình chọn thôi. Bởi vì cũng như Trấn Thành đã nói, cái tiết mục này thì thực ra thì tôi cũng đã chứng kiến nhiều lần ở trên sân khấu Got Talent, cái thể loại này. Và cũng xem khá là nhiều ở trên YouTube, các nơi trên thế giới họ cũng đã làm rồi. Tuy nhiên là cái cách của các bạn làm ấy, nó vẫn có cái sự mới mẻ, nó vẫn có cái sự đồng đều và vẫn có những cái gọi là cái khoảnh khắc rất là đặc sắc. Và cách các bạn dàn dựng nó cùng với âm nhạc, cùng với hiệu ứng ánh sáng rất là tuyệt vời. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh Huy Tuấn. Và chị Việt Hương, chị có ý kiến gì không ạ? Khen quá trời khen. Mà 12 bạn, sao đây còn 11 bạn, còn bạn đâu ạ? Nhóm mình là 12 bạn đúng không ạ? Đếm kinh á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, cái ông đóng vai bác sĩ đó phải không? Cái ông mà nghiên cứu ra được các bạn đó. À, ổng luôn hả? Ông tiến sĩ giáo sư đang ông ở phía sĩ giáo sư. À, ổng đi vô hả? À, bây giờ còn có 11 bạn thôi. Đáng lý là bạn đó phải ra đây luôn. Ông tiến sĩ. À, ông tiến sĩ, ông đi bác sĩ rồi. À, lúc đầu cái ông bác sĩ đó với một bạn ra đây làm đầu tôi lo lắm. Tại tôi coi cái này rất là nhiều. Tôi chỉ sợ các bạn không kết hợp được giữa mười mấy bạn với nhau. Và khi mà các bạn, lúc mà tắt á, bạn nào mà không diễn thì bạn đó tắt đèn đi á, thì các bạn vẫn nhảy theo để kịp với cái bíp nhạc của các bạn, để các bạn kịp mở lên. Và tôi nghĩ là 12 người, hai người tập với nhau đã mệt rồi, mà 12 người tập với nhau để đồng điệu, hiệu ứng giữa cái sự kết hợp của bạn này tới bạn kia. Hai người này khen quá rồi. Thì cái nút này có bấm được không? Chị bấm rồi, chị bấm phần ngoài rồi. Ủa bấm rồi hả? Sao bấm ngoài vậy? Nếu cho tôi bấm, tôi sẽ bấm cho các bạn để các bạn vào ngay. Các bạn là một sự kết hợp mà tôi nghĩ là xuất sắc trong tối đêm nay. Xin cảm ơn ý kiến từ chị Việt Hương và cảm ơn ý kiến từ ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thực sự như lúc này Diệp Lâm Anh có chiếc điện thoại trên tay thì Diệp Lâm Anh cũng sẽ soạn tin 7 gửi về tổng đài 6370 để ủng hộ cho nhóm 218. Quý vị đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên vì chúng ta chỉ còn 10 phút nữa để nhắn tin cho các bạn ấy thôi. Hoặc là truy cập vào google.com.vn để bình chọn cho nhóm 218 nhé. Như vậy là 7 phần trình diễn của đêm bán kết thứ 3 đã kết thúc với tất cả những sự đam mê của tất cả các thí sinh. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có 2 nhóm thí sinh lọt vào vòng chung kết của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam. Trước khi đến với kết quả, xin quý vị nghỉ giải lao trong ít phút. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam ở đêm bán kết thứ 3. Và bây giờ thì tổng đài của chúng tôi đang làm việc để có thể đưa ra được kết quả cuối cùng vào phần cuối của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ở mỗi đêm bán kết thì chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt Nam thường mời đến những vị khách mời rất là đặc biệt. Và ở đêm bán kết ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh được mời đến sân khấu một cô ca sĩ mà cô ấy vừa nhận được giải thưởng công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Một nụ hôn trên tay, cuộc đời đẹp biết mấy. Lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy. Và nụ hôn trao đi, người mỉm cười đôi khi. Những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng. Phố chiều ngập đèn vàng buốt giá mưa răng. Đường xa đã mỏi gối, đời hiu hắt mòn lối. Tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Những người đã đến như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con tim ta ấm áp bao nhiêu niềm vui. Vì mình sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười, hân hoan ta gọi tên ngày mai. Nụ hôn ấy như ánh mặt trời.
Một nụ hồng trên tay, cuộc đời đẹp biết mấy. Lúc cô đơn đâu hay trong ta tình đầy. Và nụ hồng trao đi, người mình cười đôi khi. Những ưu tư lâu nay cũng qua. Người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng. Phố chiều ngập đèn vàng bút giá mưa răng. Đường xa đã mỏi gối, đời hiu hắt mòn lối. Tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Những người đã đến như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời. Sưởi cho con tim ta ấm áp, bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười. Hân hoan ta gọi tên ngày mai. Nụ hôn ấy như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời. Sưởi cho con tim ta ấm áp, bao nhiêu niềm vui. Bình minh sáng lên giữa cuộc đời, sẽ mang đến nụ cười. Hân hoan ta gọi tên ngày mai. Một lần nữa Hà Trâm xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, xin cảm ơn. Phải nói rằng là Võ Hà Trâm có một giọng ca cực kỳ nội lực và màn vũ đạo cũng rất là bốc lửa trên sân khấu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta ở phần trước chúng ta đã được theo dõi 7 phần trình diễn của 7 nhóm thí sinh. Trước khi đến với kết quả, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh trong đêm thi ngày hôm nay. Em ơi em không cần nhiều, chỉ cần em đam mê. Em ơi em không cần tình yêu đâu, chỉ cần em đam mê. Và chỉ cần em đam mê. Tôi ta sơ sơ cho mọi người thử coi nha. Cái nạp thì giống như nghệ sĩ ta ăn đức gì đó. Cái thần hình thì như ly đức. Tôi nhìn vô tôi muốn đi đức luôn à. Về lẹ đi má. Hả? Để tôi ở lại đây tôi chờ. Người ta hẹn trễ 2 tiếng đồng hồ đi nè. Em ơi. Dạ xin lỗi em lộn người chị ơi. Dạ em lộn người. Trời ơi đeo mắt kính cận. Dạ em. Áo có cột dây. Dạ. Xoái ca. Xoái ca nào? Em nè. Em là ai? Cô gái có mái tóc thì không bao giờ cắt nè anh. Ai về nào về núi ngự. Về là về sông và các bạn, chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của 7 nhóm thí sinh trong đêm bán kết thứ 3 ngày hôm nay. Xin được chào mừng nhóm 218, thí sinh Thanh Hà và Thanh Huy, bé Ngọc Đức, bạn Hoàng Bảo, bé Quỳnh Anh, nhóm 2 Trà Đá, nhóm thí sinh Kiến Văn, Quang Huy và bạn hỗ trợ Minh Phượng. Quý vị và các bạn đã bình chọn cho họ qua tổng đài 6370 và qua website google.com.vn. Ngay bây giờ thì The Lâm Anh xin phép được công bố kết quả. Ừ,
kết quả đầu tiên dành cho nhóm 218. Thực sự là Diệp Lâm Anh rất là thích tiết mục của các bạn. Cũng giống như là ban giám khảo thì anh Trấn Thành vô cùng hào hứng với các bạn. Không biết là bình chọn từ phía quý vị khán giả có đủ để các bạn đi tiếp hay không. Và kết quả là chúc mừng các bạn là nhóm đầu tiên có mặt trong top 3. Bé Ngọc Đức, bây giờ là kết quả dành cho bé Ngọc Đức. Xin mời tổng đài cho Diệp Lâm Anh biết kết quả ạ. Hôm nay bé Ngọc Đức đã mang đến sân khấu của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam một màn trình diễn mà đối với Diệp Lâm Anh nghĩ thì bé Ngọc Đức đã thể hiện hết kỹ thuật của mình, hết sức điêu luyện. Nhưng rất tiếc số lượng bình chọn không đủ để bé có thể đi tiếp. Rất tiếc phải tạm biệt bé Ngọc Đức ở đây. Bạn Hoàng Bảo, Diệp Lâm Anh xin công bố kết quả cho bạn Thanh Hà và Thanh Huy trước. Ngày hôm nay các bạn đã có một tiết mục mở màn mà Diệp Lâm Anh nghĩ rằng rất là ấn tượng. Một tiết mục khởi động rất ấn tượng. Nhưng rất tiếc số lượng bình chọn chưa đủ để các bạn có thể đi tiếp. Rất tiếc phải chào tạm biệt các bạn ở đây. Cô bé Vót Trông, hôm nay thì là một cô gái xứ Huế rất là dễ thương, bé Quỳnh Anh. Và kết quả bình chọn từ phía khán giả dành cho bé Quỳnh Anh. Chúc mừng bé Quỳnh Anh là thí sinh tiếp theo có mặt trong top 3. Như vậy là ở trên sân khấu của chúng ta chỉ còn lại bạn Hoàng Bảo, nhóm Trà Đá và hai bạn Kiến Văn, Quang Huy. Không biết rằng nhóm thí sinh nào sẽ là nhóm thí sinh tiếp theo có mặt trong top 3. Xin mời tổng đài cho Diệp Lâm Anh biết kết quả. Bạn Hoàng Bảo, hôm nay bạn đã có một tiết mục cũng rất là dễ thương ở trên sân khấu. Nhóm Trà Đá cũng vậy. Và hai bạn Kiến Văn và Quang Huy, hai bạn đã mang lại cho giám khảo, quý vị khán giả rất là nhiều cảm xúc. Và Diệp Lâm Anh xin được chúc mừng Kiến Văn và Quang Huy là nhóm thí sinh tiếp theo có mặt trong top 3. Xin được cảm ơn 4 nhóm thí sinh còn lại. Các bạn đã cống hiến hết mình trên sân khấu của Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Và xin được chào tạm biệt các bạn. Xin được chào tạm biệt các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ có nhóm 218, bé Quỳnh Anh, hai bạn Kiến Văn, Quang Huy và bạn Minh Phượng sẽ là 3 nhóm thí sinh có mặt trong top 3. Và ngay bây giờ, Diệp Lâm Anh xin được công bố nhóm thí sinh có lượng bình chọn cao nhất. Xin được chúc mừng bé Quỳnh Anh. Ngày hôm nay, bé Quỳnh Anh đã nhận được sự bình chọn cao nhất từ phía khán giả. Xin được chúc mừng bé Quỳnh Anh và bé Quỳnh Anh có thể lùi vào trong sân khấu một chút để ban giám khảo có thể chọn ra nhóm thí sinh tiếp theo lọt vào vòng chung kết của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Bây giờ thì phần Việt của ban giám khảo rất là khó khăn. Xin mời ý kiến từ anh Huy Tuấn ạ. Chúng tôi xin lỗi. Ý kiến của tôi là tôi chọn nhóm 218. Xin mời anh Trấn Thành ạ. Thật sự ra mà nói thì đối với Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì như tôi đã nói là có rất nhiều trường hợp mà chúng ta cảm thấy rất là cảm động khi họ biểu diễn trên sân khấu. Tôi rất là thương Quang Huy và cả hai bạn. Nhưng mà thật sự tôi nói đây không phải là nói là vì các bạn là cái người không đủ may mắn như mọi người bình thường, mà tôi thật sự trân trọng cái tài năng của Quang Huy và người bạn còn lại. Cả hai bạn thật sự là người có tài năng. Nhưng mà
mình đến với một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia thì chúng ta sẽ công bằng với nhau một tí, đúng không ạ? Thành nghĩ các bạn là người có tài năng, nhưng nhóm 218 với phần trình diễn của ngày hôm nay tài năng hơn chút xíu. Thành đưa ra Thành bình chọn cho 218. Dạ, xin mời ý kiến từ chị Việt Hương. Nếu hai người đã chọn 218 có nghĩa là cái vé vào cho 218 rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì tôi sẽ dành cái phần mà với hai chữ đam mê tôi vẫn tặng cho Quang Huy và Kiến Văn. Tôi vẫn xin cảm ơn ý kiến từ chị Việt Hương. Như vậy là nhóm 218 sẽ là nhóm tiếp theo có mặt trong đêm chung kết của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Xin được chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn Kiến Văn, Quang Huy và Minh Phượng, các bạn đã cống hiến hết mình trên sân khấu ngày hôm nay. Và xin mời sự trở lại của bé Quỳnh Anh. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho nhóm 218 cũng như bé Quỳnh Anh đã là hai nhóm thí sinh tiếp theo có mặt trong đêm chung kết của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam. Thưa quý vị, đêm bán kết 3 của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam đã kết thúc. Trước mắt chúng ta sẽ là 4 đêm bán kết nữa với phần trình diễn tài năng ấn tượng không kém. Quý vị đừng quên bật VTV3 vào 21h15 tối thứ 6 hàng tuần để cùng thưởng thức những tiết mục hấp dẫn này. Xin được cảm ơn 3 vị ban giám khảo, chị Việt Hương, anh Huy Tuấn, anh Trấn Thành, giám đốc âm nhạc Đức Trí, biên đạo múa Alexander Tú Nguyễn, ban nhạc Long Black, nhà thiết kế Huy Trần, ekip trang điểm làm tóc Nam Trung. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.